sưu tập thời trang trái đất xanh bằng những bộ trang phục tái chế từ phế liệu cũ. Và giờ đây xin mời quý khán giả hướng mắt về phía sân khấu để chúng ta cùng chào đón các người mẫu nhí của chúng ta trong những bộ trang phục vô cùng đáng yêu, lấy ý tưởng từ việc sử dụng những sản phẩm tái chế. Các nhà thiết kế tài ba đã tạo ra những bộ trang phục vô cùng độc đáo với thông điệp hãy chung tay bảo vệ môi trường. Và đầu tiên chúng tôi nhiệt liệt chào đón hai người mẫu nhí Khánh Quỳnh và Thành Nhân đến từ lớp 1B. Chung tay bảo vệ môi trường.